Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì buổi trưa hôm nay là bây giờ cũng 11 giờ mấy rồi cả nhà. Cũng có mấy anh chị khán giả này đến viếng mộ của cậu cả nhà. Thì sáng cũng có nhiều khán giả tới thì cúng cho cậu xong rồi mấy cô cũng đi về. Giờ thì cũng có con cũng đốt nữa hả? Con đốt được không? Nó nóng, nó cháy đó. Quéo tay bây giờ. Rồi, đợi bé mèo đi ha. Trưa nay có khán giả nó biến cả nhà. Bữa nay nắng quá. Zalo của em á, con cầm đi, là bảo là hãy cẩn thận coi chừng bé mèo đó. Thì em đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu, em tên Sài Gòn em xuống rồi, xong cái xuống tới đây cái em nghe chị Nhắn Sưng thì nói là sáng giờ bé mèo kiếm em, bé mèo kiếm em, mà thật sự em với bé mèo thì trước giờ đâu có, mặc dù bé nhỏ nhưng mà đâu có được chuyện coi chừng nóng nha. Con cầm xích xuống để nóng tay con đó, đưa xa xa lên, đưa lên trên á, đưa cái tay mà cầm nhang đưa lên trời á, đưa lên để nó ngập khói. Trời, đi theo chú Tài đi. Trời, bữa trưa nay có ai cúng xôi cho cậu này đó nha. Thôi con cắm nhang đi, con cắm nhang. Con cắm rồi. Không, chú Tài đốt không ngon. Đây, chú đốt sao, con đi. Chị lấy cái khác đi, thấy rồi. Rồi được chưa? Rồi cắm nhang cho con đó. Lên đốt cho. Vậy nó không chịu nữa. Vậy đi sao nha. Hôm nay cúng cho cậu mấy vậy. Hãy coi chừng cái mèo. Coi chừng cái mèo. Vô mấy cái thùng nước. Con nguyện cho chú Tú và tới chú Chúa, rồi còn là chú Chúa. Trời chuyển mưa, những cái thứ gì đó. Vậy gì? Trời đang chuyển mưa, đang nắng quá trời nên chuyển mưa. Qua đây con. Rồi con lấy một cây con cắm lên mộ của mấy ông đi. Đi đâu vậy? Chị Nga ở Củ Chi, chị đã đem cái bình này nè, chị từ Củ Chi chị xuống quận 12, từ quận 12 chị chạy đem lên đây cái bình này cho cô Thanh Trung Huệ á, để đựng nhang cho chị nha. Chỉ là một khán giả thôi mà thương cô Huệ như vậy luôn á. Cảm ơn chị Nga nha. Đó, coi chừng phỏng đó. Đưa con nhét xuống cái trúng cái kia đúng không? Khói quá sao thấy. Thì bữa trưa nay em đi theo bạn Tài 66 để thắp hương cho các cô chú nha. Cô chú anh chị. Cô chú hàng xóm của cậu Năm. Thì sáng em vô em cũng có thắp hương rồi. Hãy
Bữa nay xa có 1 tiếng mấy 2 tiếng mà nhớ đi theo hoài. Con cũng nguyện cho tất cả mấy anh hồi nãy mới cắt cây để cành tròn đẹp ha, tròn tròn thương bạn lại. Đây là mồ của chú Nhân Châu với con chú ha. Thì chú con chú thì mất trước chú. Chú thì mất sau, sau khi mà chú được an táng đây thì hai cốt của con chú cũng được đem về đây luôn. Thì giống như là con đang ở trong lòng cha như của chú chị. Hôm bữa em gái của chú có chia sẻ, vợ chú thì đi tu rồi. Trời ơi, chứng mưa ghê luôn. Trời đang chứng mưa quá trời luôn của chú anh chị ơi. Hôm bữa thì cũng dỗ cho chú á, thì em thì chú Dân Châu cũng xuống. Đây là một của chú Dân Châu thì sẽ mới mấy ngày trước thì gọi chú Thanh Sang để tôi tính tính với họ. Nhà thơ Nguyễn Trương thì quê quán ở Bình Định. Trên mộ của nhà thơ Nguyễn Trương thì cả nhà có một cái dòng chữ trên cái cuốn sách rất là đẹp. Ăn dắt nhìn thu giữ bụi trần, bạn bè thăm viếng ấm lòng nhân. Xanh tiền bạn hữu và con quý, về chốn tiền đài vọng cố nhân. Biển khách đến đây cho những gửi, đôi lời thăm hỏi đến người thân. Âm dương đôi ngã đành xa sắc, gửi đôi lời nhắn. Đụng mấy cái nhang cũ á. Chú thì đã bị chúa cái nhạc gửi cho chú về với phía chúa. Nghệ sĩ ưu tú Ngô Kiển thì nghệ sĩ ưu tú Ngô Kiển thì cả nhà biết qua cái bộ phim Đất Phương Nam, em nhớ bộ phim Đất Phương Nam. Và chú được cái kỷ lục xác lập là chú có đóng hơn 400 bộ phim mà đóng vai diễn này, gọi là vai phụ. Vai phụ nhiều nhất phải không? Đóng những vai phụ. Sao con không cắm mà sao con cầm gì vậy? Con đưa nó xa ra, con đừng cầm vậy nè, con đưa như cô vậy nè, đưa lên cao vậy nè. Không, con đưa qua bên vậy nè, con đừng có đưa chút. Con đưa cho chú mấy cây. Không. Chú qua bên đây thắp dậy đi. Để nó cay mắt. Để cho con chú mấy cây đi. Qua bên đây. Phải ngoan chứ được chứ. Đây 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 chú, cay mắt hả? Nãy kia.
Coi con nai trong mộ kìa. Quay đi. Có. Trong mộ á, con nai chà bá, con nai chà bá luôn kìa, nằm giữa mộ luôn rồi. Quay kìa. Ai kia nó giật đầu cho không đâu. Đâu phải con này đâu, con kia kìa, cái con giật đầu nó có một sợi. Trời ơi, con này chà bá luôn. Con Lam. Chú này già ngơ ngác. Con chằn nó ủi vô là. Trời ơi, nó bị què giò, thấy thương quá à. Người nhà tới thì sao á, tất nhiên là ngon rồi. Người nhà tới nó là ờ nó bị gãy giò hết con, quá có cái lưỡi chà bá. Ừ, thấy thương quá. Ở đó có này nè, ở đó có hàng dài đúng không? Nó bị gãy giò sao? Ở đây có chốt nè. Ở chỗ này cái này có chốt nè. À, ở đây có. Ê, ở dựng cái đó nha. Té đó. Đi. Con né ra. Nấu mà không không. Trời ơi Tài ơi, chuyển mưa kìa. Đây là chị Tiết Nhung. Ê, cái hình bông nó bị ngã. Ừ, bữa nay sao á chị? Đi theo Tài sáng giờ luôn á. Ê, đừng có bước lên đó nha con. Ờ, cắm đi. Rồi, đi, lại đi để mưa tới kìa. Trời ơi, thấy cái vàng tới đây nó còn nữa kìa. Cái gì nè? Chè, cái đó chè. Cúng mà lấy gì con? Ôi chết là Tài ơi. Mưa luôn rồi, mưa luôn rồi. Nước vô đây đi. Nước vô. Chưa vô. Đi qua đây rộng nè con. Đi qua bệnh cắm đi chứ. Ước em đốt ngoài nó cũng. Trời ơi hai chú cháu. Quá trời trời mưa rồi cả nhà ơi. Trời mưa rồi cả nhà. Ở đây có cái quầy sẵn cũng sắp trơn rồi cả nhà. Mưa to quá rồi. Đắp mưa. Thêm xin phép tạm dừng video nha cả nhà. Vì hôm nay đi theo bàn Tài thắp hương cho cô chú anh chị. Thì em xin phép tạm dừng video và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye.